Đây, cái này thì lưu ý vào. Khách mua của mình. Đây, có một phần là do thương hiệu của sale hay là thương hiệu cá nhân ấy. Em xử lý được nhiều khách hàng thì khách hàng nó sẽ mua lại nhiều ạ. Còn bây giờ em sẽ tư vấn vào cái loại đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu. Tư vấn logic và chuyên nghiệp. Đề xuất phương án tốt nhất cho khách hàng. Đây. Khách hàng mua tại sao lại phải mua sản phẩm này các bạn? Giao thông hạ tầng này, chủ trương chính sách này, tiến độ dòng tiền này, ngân hàng đồng hành này, quy mô dự án, vị trí tiện ích tiềm năng. Các dự án đã triển khai của chủ đầu tư, lợi nhuận của nhà đầu tư từ các dự án đó chứng minh được thì càng tốt. Tài khoản, số lượng người mua, ví dụ như một ngày giao dịch 12 khách, đêm giao dịch lấy hết các cái phiếu gọi là cái phiếu thu phục chi để gửi cho khách hàng họ xem. Chủ đầu tư uy tín, tiềm lực, chia sẻ lợi ích cùng nhà đầu tư. Đấy, đây là những cái tiêu chí để mà người ta xuống tiền đấy, người ta mua hàng đấy.